Su cà na quá đi. Anh em đã bao giờ đi Sài Gòn Phan Thiết 12 tiếng chưa? Đi anh, em đang quay phim nè anh. Ngã ba Maragui rồi anh em. Hôm nay tụi mình sẽ đi DT725 ha. Xong rồi chiều sẽ về Phan Thiết bằng đường đèo Gia Bắc. Trời ơi, em nói ha, anh Phan chắc anh Phan mua cado đi anh Phan. Em mắc ơi là mắc luôn rồi, em nói không biết cách nào để gọi anh Phan kia, anh Phan dừng lại để em đi. Đèo B40 bây giờ nó có một đoạn nó xấu thôi, còn lại là đẹp lắm, sướng. Nhưng mà xe em thì chắc không theo anh Phan giống như hồi đó được. Hồi xưa chạy, hồi đó chạy con M9 thì ok, chứ giờ thua được. Tôi lần này đi với mấy anh bên Nec Tour. Hôm nay thời tiết nó cũng khá là đẹp anh em, ngoại trừ một cái đoạn hồi nãy là anh em thấy là toàn là sương mù không á, thì cái đoạn đó mình chạy không được. Nhưng mà thời tiết hôm nay đẹp, cho nên là xe chỉ có dính bụi tí xíu thôi, chứ không có bị dơ giống như cái đợt tuần vừa rồi đi Cam Ranh. Thì đây là địa điểm check in quen thuộc, ăn sáng quen thuộc của nhóm Nec Tour. Trên này là cái hồ cảnh quan Maragui nè. Bây giờ sẽ chạy qua bên đó để cà phê tí xíu. Dạ. 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 Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Yeah. Chú cũng lớn tuổi mà coi coi YouTube của con à. Thích xe lắm. Dạ. Nên cái tại vì cái chiều cao chú nó khiêm tốn. Dạ. Cho nên là chú chạm cái chiếc này, chú sẽ nó cái Yamaha bán rồi hả? Dạ, Yamaha bán rồi. Dạ, đổi qua con này. Trời ơi, gặp fan đứng tuổi. Chú nói chú chứ bây giờ nó đơn thuần qua chú đi đập trên chèm mẹ vỏ rồi. Dạ. Giờ không biết làm sao mở cái vỏ ở đây. Chú đi xe gì? Shadow 750. Dạ. Một chiếc xe bờ ngàn ba. Dạ. Thôi con đi chú ơi. Dạ. Dạ. Bỏ ruột luôn. Mình xem ruột được đúng không? Dạ được, dạ được. Dạ dạ.
Cảm ơn chú nha. Có gì ghé con ủng hộ con nha. Dạ. Đúng là mua đồ chứ. Dạ dạ. Gặp fan đứng tuổi. Không ngờ kênh mình mà có chú lớn tuổi về xem. Có mình với anh Sang xài Kado à. Còn lại là xài Sena. Mà mấy anh này thì mấy ảnh lại không có thích intercom. Gắn Sena cho vui rồi nghe nhạc vậy thôi chứ không thích intercom. Đi tour là toàn là ra dấu thôi. Tại vì mấy anh đi thì cũng khá là tập trung chạy chứ không có nói chuyện như đám trẻ bọn mình. Như vậy nó cũng hay anh em. Đi như vậy thì mình ôn luyện lại cái khả năng mà ra dấu á, cho nó chuẩn. Sử dụng Kado nhiều quá tới lúc mà Kado nó bị hết pin á, bắt đầu là bối rối không biết là ra dấu kiểu gì, rồi ra dấu chậm nữa. Đây là đường DT725 ha, đi lên Đà Tẻ. Và cái thị trấn Đà Tẻ là cái thị trấn mà mình cảm thấy rất là dễ thương, rất là thích mỗi lần mà đi qua thị trấn Đà Tẻ. Vì cái thị trấn Đà Tẻ này thì có một cái đoạn đường á, nó hay lắm. Hai bên người dân người ta giống như kiểu là người ta thống nhất với nhau là sẽ trồng cây, trồng hoa, cỏ này kia cho nó đồng bộ với nhau á. Nguyên một cái đoạn thị trấn Đà Tẻ đó nhìn nó rất là dễ thương. Cà phê. Việt Nam mình thì làm lỗ gì dân mà anh? Hôm nào cũng lỗ hết mà, xăng cũng lỗ rồi, điện cũng lỗ rồi. Xăng dầu nhập về bán thì có lời. Tới cái hôm bữa em đọc cái báo mà thanh niên xung phong mà gửi xe, giữ xe ở ngoài quận nhất á. Lỗ. Là lỗ luôn, mà lỗ tiền tỷ nha. Hà Nội nói lời. Còn mà cái xung phong nữa thì lên là đi luôn đó nha. Nó thảy cao rồi. Nó bò lên thì mà nó ra chỉ nó chỉ nó nóng rồi nó chạy ra. Em mà đăng cái clip này lên mà chị anh để hướng dẫn là anh Phan hướng dẫn đi bôi mỡ bò vô trong cụm sên là thôi. Tôi đâu đụng mày đi 200 cây cũng nhưng mà bây giờ còn cái mỡ sau lúc mà có hồn 4-5 ông mượn hết cùng lại đi mua. Đây khi mà tới ngay khu vực này là anh em sẽ thấy là hai bên đường nè, người ta trồng hoa rồi cỏ rất là nhiều mà nhìn nó rất là đồng bộ với nhau, nhìn rất là dễ thương. Đây là khu vực Đà Tẻ ha. Thì hai bên đường nó cứ như vậy suốt cho nên là nhìn nó mát mắt lắm. Đặc biệt là nếu mà anh em đi vào cái khoảng thời gian mà 7-8 giờ sáng á, thì hai bên đường nhìn rất là nên thơ luôn. Đó, hai bên đường nè, cỏ nó mọc ra tới ngoài đường luôn. Cái cỏ mà bông vàng á.
Kiếm cây xăng nha anh. Kiếm cây xăng. Xe Ducati bình xăng có 12 lít nè. Đi với mấy anh em Adventure giờ hết xăng rồi. Đây là DT725 anh em. Đang ở gần cái quặng Bô Ship rồi. Cái tour kỳ này đi là xe mình nhỏ xíu luôn. GS1200, GSA. Rồi Versys 650, Versys 1000. F850. Có mình xe mình là nhìn nó ôm nhòm ôm nhách nhỏ xíu à. Đây là đoạn DT725 thì cái khúc mà ở trên này á là khúc mà hôm bữa anh em Framler là quẹo vô một xíu là tới ngay cái chỗ mà cái hồ nước anh em. Thì ngay cái đoạn đó anh em có thể xem là cái clip ha. Mình sẽ để cái link clip ở trên này nó sẽ hiện ra đây nha. Hay là mình vô mũi né luôn anh. Mũi né nó cũng chơi có cái khỉ đâu. Có cái khỉ đâu. Có cái khỉ đâu. Có cái khỉ đâu. Tùy theo anh Phan đi. Anh mà ngủ cái là giải tan. Nói chung là nhậu là cứ lấy anh Phan làm chuẩn. Đúng rồi. Cái này là Abraya của em nhẹ là do thay cụp này. Dạ đúng rồi. Tầm cỡ cái cùm nó thì tầm cỡ khoảng 40% anh. À xe mà thằng thức rồi nó mặc bỉm cho phuộc à. Khổ quá. Đây chỗ này hơi nguy hiểm, cứ đi. Từ hồi mình khám phá ra cái đường DT725 này đi lên Đà Lạt á là mình không còn đi được quốc lộ 20 nữa nè. Rất lâu rồi mình không có lên Đà Lạt bằng quốc lộ 20. Vì cái đường này mặc dù nó dài hơn, nó xa hơn nhưng mà đi rất là chill, rất là đã luôn. Anh em nào mà đi mô tô thì cứ thử đi một lần đi. Đi cái đường này xong là ghiền luôn. Mặc dù là sẽ tới Đà Lạt chậm hơn nhưng mà thời tiết nè, đường xá, mặt đường nè, không khí nè và cảnh quan nó đẹp hơn quốc lộ 20 rất là nhiều. Và đặc biệt là không khí lúc nào nó cũng mát thôi, chứ nó không có nóng giống như là quốc lộ 20. Bây giờ mình tiếp tục hành trình anh em. Hiện tại đang là 12:57 là gần 1 giờ. Đang ở Duy Linh và bây giờ tất cả anh em đang chuẩn bị để lên đường đi tiếp Gia Bắc. Nhưng mà trước khi vào Gia Bắc thì mới ăn cơm đây xong cho nên là sẽ ghé vào tiệm nào đó để tiệm cà phê nào đó có võng rồi để ngủ một giấc. Đi thông thả thôi. Lần đầu tiên đi Phan Thiết mà đi lên tới DT725 dòng xuống Di Linh, xong rồi từ Di Linh mới bắt đầu đi Phan Thiết. Chứ mình đi đèo Gia Bắc mình không có thấy sương. Lần này đi thấy sương, thấy mây, hay quá.
xù cả nè quá đi. Đèo Gia Bắc thì cái đường nó bề ngang đường nó chỉ có vậy thôi nè anh em, vừa đủ một xe tải lớn đi thôi. Cho nên là đèo này thì mình đi mình cũng phải để ý xíu ha. Có mấy cái xe hơi nó đi ngược chiều về nó cũng hơi khó chịu á. Nhưng mà cảnh quan ở đây nó hoang sơ, nó nguyên sinh lắm. Và đi thì nó rất là mát mẻ, sướng. Ui. Mưa đúng khó chịu luôn, vô duyên dễ sợ luôn. Ủa, anh Nghĩa giống dừng bản xứ quá vậy. Đúng rồi, ngoại anh luôn. Ngoại. Vậy là mấy trái sầu riêng này em lấy được không mà? Được. Thoải mái đi. Tại anh trả. Phơi đồ y chang như dân bản xứ luôn. Mưa đúng tào lao luôn anh em ơi, đang chạy thì đó như anh em thấy nữa. Mưa xuống cái là mình bỏ hết đồ vô này kia xong xuôi hết là khoảng chừng 5 phút sau hết mưa. Đó bắt đầu là mấy anh không có đeo áo mưa theo nè. Dầm mưa luôn, phơi đồ luôn. Em chó chạy tối chừng lại, người ta cho Tết người ta cho lắm. Ông nhà kêu là chó tại chó chừng lại, nó ăn thật. Đi Winner đứng cả hai người hồi nãy là có vì thấy anh Sang hay là anh Phan đứng không, mà đứng kiểu đó nguy hiểm quá. Tại vì cái xe Winner nó không có thiết kế để mà đứng như vậy anh em. Nói một xíu về cái tư thế đứng ha. Khi mà đứng ở trên xe thì cái xe nó sẽ làm việc phục đồ này kia, nó sẽ làm việc hiệu quả hơn, nó không có tải nặng người. Nhưng mà cái việc đứng đó, nó chỉ phù hợp với những một số dòng xe thôi. Và chỉ có xe nào mà có cái bình xăng đằng trước đó, thì mới làm được nha. Thì khi anh em đứng lên nó không phải là đứng không, mà là anh em phải tì hai cái đầu gối ở trong cái bình xăng á. Còn một cái xe mà nó không có cái bình xăng thì tì cái kiểu gì bây giờ, không có cái chỗ nào để tì.
đứng trong hỏng vậy là rất là khó để mà xử lý khi mà có tình huống xảy ra. Cho nên là những anh em nào mà đang đi underbone á, mà muốn đứng á, thì khuyên thật lòng là đi ở chỗ nào mà đường nó thẳng mà nó vắng á, thì muốn đứng thì có thể. Chứ còn đi trong cái đường đèo, mà đặc biệt là đường đèo quanh co, đường xấu mà trời nó mưa như thế này, mà đứng cái kiểu đó, đứng cả hai người luôn, rất là nguy hiểm luôn. Ví dụ như cái xe tải hồi nãy nó đi lên á, không kịp là ghê lắm. Đoạn này đẹp rồi. Đoạn này đẹp, bom chặt này dính luôn. Tự nhiên xuống tới đây hết mưa, nãy em tưởng em mà biết hết mưa là em để luôn cái camera 360 quay phim cho đẹp. Cái vỏ của xe em dính cước bò. Chị vậy? Cho em hỏi cái Sunrise Villa Hotel nằm ở đâu vậy hả? Chạy vô trong hẻm này hả? Dạ. Rồi cảm ơn nha. Tới khách sạn rồi anh em ơi, Sunrise Villa. Ở tuốt trong hẻm mà ở đây là nhìn ra ngoài biển luôn nè. À, mình quên, hồi sáng này mình có đem theo, dạ ok anh. Sáng này mình có đem theo mấy viên thuốc, thuốc tăng lực cho xe. Mà chưa có test thử. Nó của Fitch. Này hình như là quân Mỹ thì phải. Bỏ vô đây nó bị ướt quá. Made in USA nè. Nghe nói là cái này
Johnny Chí Nguyễn có xài, thành ra là để mình xài thử coi sao. Đi cái đường hồi sáng giờ đi cái đường này trải nghiệm xe cũng đủ rồi, ngày mai mình sẽ đổ đầy bình xăng con này xong mình bỏ hết cái đống này vô trong bình xăng để xem thử là có tác dụng liền được hay không ha. Ok, thôi bây giờ thầu đồ vô. Ủa xe sao đó anh? Làm chế phụ xe đấy. Rồi, ổn rồi anh. Xong rồi đó. Không ra nữa hả? Hết rồi đó. Anh dùng nhớt nó bôi trơn sơn đó hả? Đúng rồi. Ngon mà ha, chạy ngon à. Ngon, anh chơi về là chết doanh nghiệp rồi. chơi về chết doanh nghiệp rồi. Chơi làm ăn rồi. À, đây là con F800 nha. Hồi sáng mình nói lộn là F850. Con này là F800 ha. À, bình xăng của nó nằm ở đây nè anh em. Đây, bình xăng nó đây. Hình như nó tràn qua bên đây luôn đúng không anh? Đúng rồi. Còn ở trên này là cái gì đó? Bình điện hả? Bình điện với cả lọc gió. Con này thì cái máy nó rất là hay. Anh em nào mà đi, anh em nào mà coi YouTube cái kênh mà Royal Jordan á, cái ông mà chạy Nuda 900 á, là cái con Nuda 900 nó xài cái máy giống con này nè. Đây, anh Sang thì đổi lại GS nhưng mà là GS 1200. Lý do là vì GS 1200 thì nó sẽ không có bị nghe kêu tiếng ship cam, cho nên là anh đổi lại con này, anh chơi con này. Anh Phan thì vẫn đi con 1250 GSA. Xe này theo đoạn mệt luôn, bao nhiêu gió là nó vô người hết luôn, nhưng mà đi rất là vui. Cái đoạn nào mà không có gió thì đi off-road chút xíu là rất là vui. Ủa không, nhưng mà rác vậy thì ra kia tắm cũng tâm lý cũng bất ổn lắm anh. Anh tâm lý không sao cả. Lấy xuống đây nè. Nhưng mà chị này chỉ nói là ra ngoài kia sập lắm. Rác không là rác. Vậy thì đẹp ha. Đó, nhìn vậy thì đẹp nè. Trời đất ơi. Thua. Biển đẹp lắm anh em ơi. Nè mây nè ha. Biển nè ha. Người nè ha. Buổi né nó cũng chơi có cái khỉ đâu. Đây. Để góc này quá đẹp luôn anh em ơi. Đó. À, hồi nãy là phải chạy xe từ bên đó chạy vô cái đường cát. Tại vì cái đường mà người ta đi bộ là nó có cái chặn lại không cho xe đi nè. Thành ra là phải bươn lên cát xong chạy qua đây luôn. Đó, chạy lên đây. Có một cái view rất là đẹp. Wow, hoành tráng. Mấy anh em mới ăn sáng với lại là uống cà phê xong thì bây giờ chuẩn bị về Sài Gòn ha. Chạy ra đây để chụp hình check in các thứ rồi này kia, nhưng mà biển ở ngoài chỗ đường Nguyễn Đình Chiểu này nè có vài cái resort mà nằm ở ven biển á, thì ngay khúc bờ kè lên xíu nữa thì cái chỗ này biển nó rất là dơ nè, rác không là rác. Đây nè, rác ở dưới kia là lồm ngồm luôn. Nhưng mà biển bây giờ đang là mùa hè, thành ra dưới đó sứa rất là nhiều. Thì sợ là tắm nó sứa nó chích mình. Hôm qua anh Quang đi xuống biển tắm bị sứa chích. Còn tam cấp nè. Leo tam cấp luôn. Ui quá dữ. Mẹ
nãy xe mình đang đẹp anh em. Nãy đậu mình nên đang đẹp, tự nhiên đưa vô đây cái xe mình xấu ồm luôn. Nhỏ xíu. Xe nãy đúng to luôn. Hồi nãy đứng mình nó thì đúng to luôn, giờ đứng kế xe anh Phan rồi. Nó Versys 1000 nè. Trời ơi, nó nhỏ xíu luôn rồi. Lên đồ chuẩn bị đi về đây anh em ơi. Nay 10 giờ rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái fuel catalyst này vô ha. Thì trong này thì cái này là sản phẩm của Made in USA. Nó sẽ là improve cái tiết kiệm nhiên liệu nè. Rồi cái giống như là cái backfire turbo nè, rồi horsepower với thọt nè. Thì cái này nhiều người nói với mình là giống như kiểu một cú lừa thế kỷ của trong giấy xe vậy đó, nhưng mà mình không nghĩ vậy, tại vì cái sản phẩm này khi mà anh em search ở trên mạng á thì cái sản phẩm này nó cũng đã rất là lâu rồi, cũng giống như là một số thương hiệu khác họ cũng đã làm những cái sản phẩm tương tự rồi ha. Cho nên là giờ mình cứ bỏ vô mình xem như thế nào ha. Đổ xăng đầy bình là ok. Đổ đây. Có mấy góc của anh á. Chắc là ở Gia Bắc có mấy góc của anh á. Nhưng mà hôm qua ổn quá, hôm qua trời mưa anh chạy luôn, chứ không thôi là cũng có mấy góc đẹp. Tới Long Khánh rồi anh em. Bây giờ đang tấp vô để đi ăn trưa, ăn cơm niêu. Thì sau khi mà bỏ hai lốc fit vô á, thì cái xe mình cảm giác cái ga nó sâu khoảng độ 10 tới 15 cây thì bắt đầu xe mình nó có cái cảm giác khi mà lên tốc độ cao á, thì nó mượt hơn. Nó mượt hơn. Nhưng mà tình trạng hụp thì vẫn vậy, vẫn hụp ở 4.000 vòng phút là nó bắt đầu hụp. Thì chắc là do cái cổ bô của mình á, cái bô của mình nó thoáng quá nên là không có trị nổi. Bỏ hai viên flick vô nó cũng không có trị nổi cái vụ hộp đó. Chứ backfire thì nó chỉ đỡ hơn chút xíu thôi chứ cũng không nhiều. Nhưng mà quan trọng là cái tiêu hao nhiên liệu thì để một thời gian nữa mình xem như thế nào ha. Mình nghĩ thì cái sản phẩm fit này rất là nhiều người đón nhận ở bên Mỹ rồi, thậm chí là anh Johnny Chí Nguyễn anh cũng đã sử dụng rồi, cho nên là về chất lượng thì mình không nghi ngờ gì nữa. Về lâu dài thì chắc là nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, đúng với lại những gì mà nó quảng cáo. Và một cái hay nữa của Fit đó là nó làm bằng cái lưới ở ngoài là lưới bằng nhựa mà không có ảnh hưởng gì tới xăng hết. Rất là sạch ha. Thì cái nhựa này khi mà vô nó sẽ không có gây tiếp điểm. Lỡ mà bỏ những cái loại mà nó bằng kim loại, bằng sắt này kia vô á, thì thường thường là nó sẽ có một cái nhược điểm là nó hiếm khi nào bị lắm, nhưng mà cũng sẽ có trường hợp bị. Là nó bị nối tiếp giữa hai cái bơm xăng, hai tiết điểm bơm xăng, thì cái lúc đó nó mình phải tháo ra. Nhưng mà này bằng nhựa thì nó không có bị cái chuyện đó. Ok thôi vô ăn cơm.